9 nỗi sợ hãi bạn cần phải thay đổi ngay nếu không muốn tự hại mình. Các bạn nên xem nhé. Sợ sự chỉ trích của mọi người, bạn nên làm theo những gì bạn cho là đúng, thực hiện ước mơ của mình để chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của bạn là đúng. Sợ nghèo đói và thiếu thốn. Sợ nghèo, sợ thiếu thốn chính là một trong những yếu tố khiến bạn không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Sợ tuổi tác. Hãy nhớ rằng con người ta hơn nhau ở cái trí chứ chẳng phải cái tuổi. Sợ thất bại. Hầu hết, mọi người đều sợ thất bại trước khi có được thành công. Vậy nên, hãy mạnh dạn làm những điều bạn cho là đúng. Sợ làm mất lòng người khác. Bận tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác về mình là việc làm tốn thời gian và năng lượng. Thay vào đó, hãy hài lòng với những điều mình làm và đừng để quan điểm người khác làm mất niềm vui đó. Sợ sự khác biệt. Muốn khẳng định bản thân, nhiều khi bạn sẽ phải đi theo hướng khác biệt với mọi người. Điều quan trọng là bạn phải tin vào linh cảm và khả năng của bản thân. Hãy thử một lần ngu ngốc, làm theo điều bạn muốn. Sống với quá khứ. Cuộc sống hiện tại đừng để quá khứ chi phối. Hãy để mọi thứ đi qua theo cái cách bình thường nhất. Tương lai mới là thứ chúng ta cần phải hướng tới. Sợ mất tự do. Không ai có quyền lấy đi sự tự do của bạn, nhưng bạn cũng không thể làm mọi cách để đổi lấy sự tự do đó. Đôi khi, những thứ nằm trong khuôn khổ sẽ giúp bạn sống khoa học và hiệu quả hơn. Sợ chết. Sinh lão bệnh tử là điều mà ai cũng phải trải qua. Hãy cứ sống như chưa từng được sống. Hãy cứ làm những việc mà mình mong muốn. Chết không đáng sợ, mà đáng sợ là chưa làm được gì để rồi chết.